Cộng đồng mạng cùng nhiều người nổi tiếng chỉ trích diễn viên Phương Oanh rằng cô háo thắng và không biết ngượng. Bài đăng mới nhất của diễn viên Phương Oanh đang thổi bùng ngọn lửa tranh cãi xoay quanh drama tình ái. Theo đó thì cô đã tung tin nhắn của vợ cũ Trác Bình và cho biết chị thoải mái đồng ý cho anh yêu đương, nhưng sau đó lại lật mặt và đòi kiện. Phương Oanh đã mắng thẳng tình địch là dã tâm, lợi dụng sự nổi tiếng của mình để kéo fame. Thế nhưng ngay sau đó thì rất đông cộng đồng mạng đã quay xe và chỉ trích Phương Oanh rằng người ta là doanh nhân, cô chỉ là diễn viên, đặt lên bàn cân cô là cái gì so sánh với người ta đâu mà khẳng định người ta đu bám tên tuổi của mình. Cái này người khác gọi là đánh tráo khái niệm, còn người đời thì gọi là không biết ngượng. Không chỉ cộng đồng mạng mà ngay cả ca sĩ Thu Phượng, vợ cũ của MC Thành Trung cũng đã phải vào nhận xét rằng Phương Oanh nóng tính và có máu ăn thua quá lớn. Bạn này hiếu thắng quá mà mỗi tội hiếu thắng xong đứng ra phát ngôn và tuyên bố chiến đấu với vợ cũ của người ta là dại miệng rồi. Bởi đời còn dài, sau này bị rơi đúng hoàn cảnh thì lại khó thể hiện lắm. Hiện tại thì bài đăng này của diễn viên Phương Oanh vẫn đang nhận về khá nhiều những ý kiến trái chiều đến từ cộng đồng mạng.